Hello anh em, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình vừa lấy một lô hàng ở thợ về anh em nhé. Thì thợ làm xong thì mình lên đây qua cho anh em cho nó rõ luôn. Thì đây là cái mẫu mà hiện tại thì bên em đã hoàn thiện cực kỳ nét luôn anh em xem này. Đấy, cái nào cũng giống như cái nào hết. Hai mai của nó đều là sực mưa anh em xem nhé. Đây, mình sẽ lấy lên cho anh em xem nhé. Hai mai của nó đều là sực mưa. Logo thì được lên màu titan anh em nhé. Rất đẹp luôn, bảy màu, rất đẹp. Đó, còn địt nã thì được gắn 500 địt nã nhá, được gắn thoại, được gắn bằng chuột pin luôn. Đó. Em xem đẹp không? Đó, đẹp không? Đó, hai mặt sực mưa cực nét luôn. Đầu đỉnh và lông của nó là đều được mài bóng hết. Đấy, đẹp chưa? Đó. Còn lườn nữa, đâu còn lườn nữa. Đấy. Khi anh em nhận hàng về ấy, thì là cái giá cả thì em có để ở cái phần tiêu đề ấy. Còn khi anh em nhận hàng về là sẽ được một cái nã như thế này luôn. Đây, hoặc là những cái nã như thế này. Anh em đặt cái nào là bên em sẽ gửi thôi. Đấy, rất đẹp anh em ha. À, tiếp theo đó ấy, thì một nã thế này á, giá cả thì em đã nói ở trên phần tiêu đề rồi. Còn tặng kèm thêm cho anh em nữa là hai bộ thun, một bịt bí nhỏ, hai vòng tổng trơn và một cái vịt vàng nữa. Đấy, thì anh em tha hồ về chơi. Khi mà khi nào chơi hết bí hoặc là thun thì anh em có thể liên hệ cái like với em để mua thêm nhé. Còn nã thì rất là đẹp anh em ạ. Này, nó được mai bó càn sực mưa anh em nhé. Anh em xem hình ảnh của em trong nó chưa. Đấy, con bề mặt của nó được mai sực mưa để bám tay hơn anh em nhé. Đấy, đẹp chưa, em xem này. Đấy, con nắm chấm, con được gắn cả nắm chấm nữa, cho nên là anh em cứ thoải mái mà sử dụng ha. Đấy, đẹp chưa. Đấy, quá nét anh em nhé. Đấy, nó thì là cây nào giống như cây nào hết, bên em làm cực kỳ uy tín luôn. Đó, anh em khi nhận hàng về mà không ưng thì trả về nhé. Đấy, thì hai bộ thun này, con vòng trúng trớn này, tăng tùm lum hết. Đấy, giá cả thì như thế anh em nhé. Anh em cần thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em luôn. Ok anh em, mình sẽ kết thúc cái mẫu này ở đây. Anh em cần thì anh em cứ liên hệ thôi nhé. Giá thì cực rẻ. Chúc anh em sức khỏe nhé.